hôm nay bui tim với cả dọn rác qua qua cho anh chú, xong rồi mấy hôm nữa kiểu cứ cách hôm mình dọn cho Ninh chú một lần là đẹp. Làm content dọn rác cho anh em cả team là một cái series luôn ấy. What is going? Giống cái cảm giác dọn rác Ninh ai nhở? Ninh ai nhở? Đợt xưa Ninh ai nhiều như này nhở? Ninh anh độ chứ ai? Bao nhiêu lâu không dọn xong tôi vào dọn hơn nghìn gói ấy. Tỏ ti này. Ui, mở vẫn được ra tỏ ti này. Có gói 22 TS không? Check xem có gói 22 TS đâu, biết mở ra, biết đâu mở ra Grand Bex các kiểu. Ui, cũng 8 đéo thế mở luôn này. Này TS không thể mở luôn này. 91 gói League One ạ, và anh cứ em bóc bi đây rồi. Mình sẽ ưu tiên mở những cái gói chỉ số cao trước nhá. 1.500 tỷ chúng ta đi bui đội hình luôn. À, xem đội hình anh Tú nào, bui một đội hình AC Milan, Arsenal thì phải xem anh Tú có những con hàng nào. Ui, đội hình ngày hồi xưa hình như là tôi bui cho anh Tú ấy sao ấy. 23 tỏ ti cộng 5 Hà Lan. Vai, anh Tú đập lên à? Giờ phải đá cửa Vadion rồi anh Tú ơi. Anh Tú fan Man City với Arsenal à? Anh Tú đúng kiểu fan phong trào các bạn. Đội nào cũng fan, đội nào hay thì fan. Vai cái điều. Rồi. Gì đây? Xin anh Tú đấy. Nhiều thứ vậy. Ôi trời mất em VIP ạ. Tú ơi. Em xin lỗi. Không sao. Mất một tí thôi. Mình giàu mà. Fuck. Ui. Tha hồ mà đập đấy các bạn ạ. Thích đập cái gì cũng có cái đấy. Cái gì đấy. Bôi này. Full cộng 8 này. Dọn mấy cái nick này mới thích này. Ô tô cộng 4 bán được à? Đó, xem nào. Ô tô cộng 4 bán được à? Ui, cộng 4 200 tỷ à, ngon đấy. Này không lên thôi chứ nhở. Giáp kia toàn giáp giá ảo. Ui giời ngon. Hay cộng 5 nhở. Nên Savi này. Ngại gì nhở? Nhiều giáp. Giáp lăng bơ này. Thừa quá. Anh Tú mãi bảo nick thế nữa, mới dọn được một ngày có bao nhiêu tỷ thì tình huống nó sẽ vào tình huống gì nhỉ? Tình huống này hơi khó xử. Anh Tú chắc là xóa nợ hóa cái phút cho tôi. Chắc thế. Hơi bất ngờ em Bông Mai. Thế tại sao từ trước nay lại không thân với em Bông Mai như vậy? Lúc này có mỗi anh Độ nhờ dọn rác. Chẳng thể nào nhận lại được câu trả lời. Mình mở 2-3 test trước để mình dọn lấy móc trước. Tôi nhớ con Saka cũng dễ ra. Kéo lửa. Phim bông. Dijenko. Saliba. Saliba, Dijenko. Có đọc con đến lần này trước nhỉ? Đập trước bỏ vô rối mắt lắm. Hay đập đây lần này này. Hay chơi tỏ ti nhở. Cho được cờ team color ấy. Nhiều đẹp hơn. Hay chơi tỏ ti. Bắt này xịt chơi tỏ ti nhá. Tỏ ti chơi tỏ ti đi. Cứ đập full cộng 5 trước đã rồi tính các bạn ơi. Hôm qua đập đỉnh quá đấy, xong hôm nay trông có vẻ không mượt lắm nhở. Thôi nhiều phôi mà thoải mái đi, xin đi, xin đi. Xin đi, xin thoải mái đi. Cho mày xin đấy. Hả? Cái này hơi quá đáng nha, lên 3 mà phun vạch cái gì nó hơi quá đáng nha. Được, mở thêm một chút, phôi bé thôi.
bùi tỏ ti cho nhìn nó đồng bộ thế. Hả? Hà Lan, CM, HG, Panky, Raikat. Đầu bên 5 luôn, còn đầu bên 5 luôn. Wimando. Không được con nào ngon rồi. Nhắm mắt đập tập là easy tuyệt lên còn sợ đeo. Thẻ nâng cấp để làm gì đâu nhỉ? 10 tỷ ạ. Lại đây. Ngon. Thẻ nâng cấp 10 tỷ. Party có mỗi mùa HG thôi, cũng không có tỏ ti đâu. Con này bắt buộc phải dùng rồi. Lý do bị thao túng từ trong tâm lý. À từ từ mua con Ramdeo trước, Ramdeo chắc chắn là mùa thường rồi. Djeko anh biết rồi, mình cứ đập hết lên xong mình dùng như nào mình dùng sau em. Thì anh xác định trong Mitoma đặt cánh rồi mà. À nhưng mà Tomiyasu đặt cánh rồi mà. Cứ đập đi. Thầm mày 108 cộng 8 như kiểu rác ấy. Tiếng nói nhân dân về xung quanh gian và quay trở về. Hôm qua các bạn có xem Sukeland không? Thế lúc đoạn cuối chán hết chứ không? Thấy em vui đi thật nhanh là mất em. Trò chuyện với thời gian, hoài thời gian để quay trở lại. Sao đi ba đâu rồi? Game kết thúc theo một cách không ai ngờ luôn chứ. Mane 05. Úi dồi ôi. Khôi to. À không bán chứ bán. Khôi nào? Khôi bán nhờ. Xem đã. Hamdabat à? À không phải. Năm nay phải cun vài. Dọn nick Anh Độ á? À, mai mai gì đấy. Nick Anh Độ dọn đơn giản rồi. Cái một quá quen rồi. Mấy con Tết đập rất là thích nhá. Đều nâng cấp lại được. Cái này dễ về một lắm này. Dễ về 1 lắm, về 0 xong lên 1. Đúng đấy. Ủa, nãy giờ dùng toàn lên mà. Không lên 6 nhỉ. Djenko 110 chỉ số. Còn Kai Havertz nữa, phải mua một con Kai Havertz về nhỉ. Kai Havertz chắc chỉ có mùa Champions League ngon. Mua cộng 8 này. Ô, con này phải phôi to rồi. Chỉ số cao quá, ác. Rất kinh trong tim. Ui. Phôi là biển. Phôi là biển ạ. Thôi là biển. Có con nào? Nào bây giờ phải mở ra được Saka này. Saka. Ba Joko Saka. Lại Saliba. Oliver Watkins. Balogun. Lửa là cái chắc rồi, lửa là cái chắc rồi. Người Brazil, CDM, Kaste, Mi, Zo. Con này đập lên 5 bán được đấy. Tôi thề hàng MU. Xem nào, Rafinha, Sané. Đéo có Saka rồi, Saka chỉ số cao lắm. Saka 111 lận, Kudus này. Golovin.
cập Martinelli. Con này cộng 5 bao tiền? Úi dồi, tranh nhau nhở. Phối đây. Ủa, chỉ số cao nhở, 112 rồi á. Em yên tâm, anh nhiều phôi lắm em này, đừng lo. Ngon đấy chứ. 115 cơ à? Mẹ, nãy vứt mẹ em 115 vào cái thế. Tiếp à? Ừ. Thế thì đã đi bán tiếp. Chỉ đỡ tiếc á, thừa phôi mình cứ đập lấy cho nhanh em. Đỡ nản ấy, đập thế nó đỡ nản. Thừa phôi mà. Tiền nó cứ nhảy tanh tách thế nhỉ. Không có hiệu ứng nhỉ. Đáng lẽ FIFA này 4 này nên thêm một cái hiệu ứng khi mà bán được cầu thủ nhảy tanh tách ấy, khiến cho mọi người rộn rác chăm hơn. Mà nếu mà như thế thì tôi lại hơi ế một tí. Không, nên làm như thế, FIFA không làm, nên làm như thế. Chắc chắn là lửa rồi. Người Anh CM đá cho Dortmund. Rút Bellingham. Vậy Casemiro cộng 4 này đập lên 5 không? Ui, anh 7 lạc đà đập lên 5 cũng được. Nhưng mà không phải là cộng 4 nhỉ. Gnabry này. Sao Gnabry mà đéo ra ấy nhỉ. Không ra hàng Arsenal nhờ. Lên 5 được 100 tỷ á. Con nào? Bellingham á? Lại lừa? Người nước nào đấy? Chịu. Uri bé. Người nước nào đó nhờ? Cộng 5 luôn này, phôi to này. Bụi nhiều phôi chưa? Úi dồi ôi. Chơi luôn. Quay đập 2 vạch rưỡi thôi. Ôi thôi thêm 3 vạch đấy. Thêm tí. Thêm tí cho lông lá. Độc lá. Hồ sơ. Nếp không phiếu à? Thôi kệ đi, không sao đâu. Anh Tú cũng sắp hết phiếu rồi. Pháp. Làm lại. Pháp. Không sao, không mất gì cả. Không tin là nâng cấp lại xịt 2 lần liên tiếp. 4 lần liên tiếp luôn. Má ơi. Không sao, sợ rác tiếp. Ủa đi mẹ. Nếu mà nick của anh Tú nó như này thì nick thằng nhím như nào nhở? Mà nick thằng đép như nào? Mà nick thằng bô như nào nhở? Ủa tôi chưa tưởng tượng ra ấy. Nên anh Tú còn tôi cảm giác là còn hơi ít đấy. Anh Tú trông có vẻ là còn chăm dọn nhá. Có tự dọn nha. Con nick bô nick nhím thì nick Ben như nào nhở? Nick Ben thì như nào ta? Ui tưởng tượng thôi đã thấy ngợp rồi, sợ vãi. Lửa là cái chắc rồi, mua HG người Tây Ban Nha, ST Fernando Gerard Moreno. Ui cộng Muchakeno ấy. Sao không ra mùa có TS nào vậy? TS đâu? Nhưng quán này không có TS à? Lại lửa! Lại HG, lại người Anh, lại ST! Harry Kian! Cộng 5! Cộng 3 à? Quán này không có cộng 5. Alisson, Becker, Pavanis. Vẫn không có Saka rồi, không có Saka. Có thủ môn uninstall ấy. Này đi. Con này phải như này rồi, con này khó tính vãi cứt. Tí để dành một con 1.18 nữa đập Saka. Mua thôi 1.18 nhét vào đi, để làm gì nữa. Con Campbell này chỉ giá cũng không bán được. Bán lỗ. Cũng ngang mua phôi về. Yeah, lên thì không phí.
Lên thì không bao giờ là phí. Còn con gì nhỉ? Có con gì? Bây giờ phải mua con thêm con gì nhỉ? Ố? Ố? My God! Cứu tôi! Ai cứu tôi mà bạn thua trông thấy vậy? Ai cứu tôi mà bạn thua trông thấy vậy? Tôi đỡ phải bán. Châu xa, ừ châu xa. Đá mẹ châu xa cắm. Có châu xa mùa gì? Châu xa chắc phải có mùa test chứ, đá Brighton hay như thế. Cái đẹp 100 chỉ số, thôi. Con này ngang Seva Icon á. Con này hơn chứ. À không, ngang 112 chỉ số là bằng mấy con Icon mẹ rồi. Bằng hồi xưa Dô Béo Icon hồi xưa 112. Đổi tí nhạc đi sang nhạc của anh Q&T không? Cơm cơm pho. Đấm nút con Saka là gần như hoàn thiện đội hình rồi. Những con còn lại chỉ số nó thấp lắm. Đập dễ. Lửa Đức CM đã cho Bayern Munich Goretzka cộng 5 à? Em phải như vậy để cho đầu thành thơ. Ui ôi, đây rồi, phôi thần phôi. Thần phôi phí Lâm đây rồi. Hôm trước tôi mở ra phí Lâm. Ui đây rồi, phôi đây rồi. Em không cần làm gì thân em chẳng nuôi. Em sẽ mãi không cần làm gì. Em với người tình đang ân ái trên story. Em khiến cuộc đời anh ngang trái suy lại thêm. Ê, nhầm rồi. Quá. Tôi cứ tưởng tôi đập cộng 2 ạ. Không phải cho đi. Cái đéo lại lên nhở? Tôi tưởng cộng đồng cộng 2 tôi đập một vạch ạ. Thế đéo lên này. Anh là người đàn ông may mắn, ngày được đặt nụ hôn. Em có phải người đàn ông may mắn không anh Quang? Sai trong nguyên tâm ngày ngất và mặc kệ thời gian kia trôi em. Bên trong anh như thêm sắc màu vì bàn tay em tô lên. Không. Lòng lanh bên trong đôi mắt nằm vào hàng mi cong. Không sao. Nó lấy lại những gì đã lấy đã được của mình nãy đấy. Nãy mình kiểu đập nhầm lại lên ảo. Con khó thế, chỉ số cao quá. Tôi nghĩ là tôi nên lấy con này về đập trước này. Bởi vì con này phôi thấp, mình gọn mấy cái phôi thấp trước. Các bạn hiểu ý tôi không? Chắc là không. Đấy con này thấp. Hả thấp đéo 111 hả? Thôi cũng được, không sao, gọn mấy con bạn bè chứ. Ava lại còn bị mờ nữa chứ. Vô thẳng 5 á. Thế thì nói chuyện làm gì nữa. Mình đang dọn rác mà em. Thế thì nói làm gì. Mà treo mua lâu lắm. Mua gì treo 3.000 tỷ treo con đéo chẳng được. Nếu mà mua thì mình đâu có gì để dọn rác đâu. Đéo được rồi. Muốn mất đi niềm tin. Nếu mà mua được mấy con này sớm tôi nên đập nó trước. Mấy con phôi to đập trước. Không phải do con này khó tính đâu mà chỉ số nó cao thôi. Nên là đập nó khó hơn con bình thường. Đây rồi. Có khi phải nhét tin này. Cái này lên được rồi. Mà nó có lên hay không ấy chứ. Nó lên. Đang may mắn. Một 116 để đập Saka. Phí gì? Con Vitinha có bán được đâu. Chắc để. Có nên sử dụng không nhỉ? Hay để sử dụng cho Saka nhỉ? Không cần. Còn Saka mà. Saka mới là kèo chính. Saka là phải full đấy. Thì còn De Piero này thì... như kiểu Coman này chắc chắn là phôi này. Thêm Gallagher nữa.
Lên không phí, lên không phí, lên không phí. Phi không lên. Bây giờ còn mỗi Gabriel thôi. Odegaard nữa. Odegaard chỉ số cũng to. Bã lùn à, Odegaard chỉ số 113 á. Thôi dùng tạm cộng 8 được rồi. Thôi chúng ta chán rồi á, không phải chán mà là đang trong cái tình trạng là cái con Odegaard đấy, tôi vừa đọc con Saka rất là mệt xong mà gặp quả Odegaard đấy nhìn cũng hơi hoải tí bởi vì hết phôi mà vẫn đập được rồi, vẫn đập được rồi các bạn ơi. Mua phôi, mình mua phôi được mà, quan trọng đập nó lên 4 đấy. Con này xứng đáng mua luôn. Anh Tú bảo tôi là ui đội hình Arsenal chứ không hề bảo là đập cầu thủ Arsenal lên. Con là khó quá mình bỏ qua các bạn ạ. Thực ra tiền phôi mua 500 tỷ thì cũng ngang nhau mà, đúng không? Không, cái tiền phôi nó như nhau á. Tết ổn đấy, Tết giải pháp bạn ạ. Ở đây rồi, người bồ, sếp, Benfica. Má, tử dồn đôi. Trời ơi. Thôi cũng được, 112. Hai vạch à? Thôi cũng được, không sao. Là tôi đây, bông hai vạch đây. Vẫn là tôi đây các bạn ơi. Vẫn là tôi, em bông hai vạch đây. 2,1 vạch đây, công thức đây. Đẹp. Nốt đi. Cờ vào lúc nào nhỉ? Quá buồn. Thôi mai đập nốt nhỉ? 3 giờ rồi. Thôi mai đi. Gần xong đội hình rồi. Bây giờ đợi mua được thủ môn. Gabriel con này thay tạm vào